Những chuyện tâm linh khi mà đi nghĩa vụ quân sự, chuyện ma có thật phần thứ 3 Tiến xin được gửi tới mọi người. Và với chuyện ma có thật này, Tiến sẽ gói gọn trong vòng 4 video. Và chúng ta chỉ còn phần 3 và phần 4 nữa là kết thúc rồi. Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những tình tiết hấp dẫn và ly kỳ nha. Cái đầu trong tủ súng phần tiếp. Đúng như những gì ban đầu mà em đã nói, doanh trại quân đội do chiến tranh, người chết quá nhiều, dẫn đến âm khí dày đặc, kèm theo cây cối tùm, sum xuê, nhiều nơi quanh năm ánh mặt trời không chiếu tới được, thành ra là có nhiều chuyện ma quái. Lan man một chút để mọi người có thể hiểu được về nơi mà chúng em đang ở. Giường anh em lính là giường tầng, kê sát nhau, khoảng trống giữa hai giường chắc chỉ tầm khoảng tầm 60cm thôi. Để đảm bảo cho việc sẵn sàng chiến đấu thì tủ vũ khí, hay gọi nôm na là tủ súng, được thiết kế nằm âm trong tường và ở trong phòng ngủ của bọn em. Trong đó thì chứa súng của bọn em luyện tập. Có rất nhiều khẩu súng có tuổi bằng ông bà luôn. Súng sản xuất từ những năm 45 và 54 đấy. Đó là vũ khí từ thời chiến để lại, sát khí rất nặng. Bởi vì ai biết đâu những khẩu AK được sản xuất từ rất lâu ấy đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người rồi. Khi mà các bác nhập ngũ, các bác sẽ được biên chế vũ khí. Thường là AK nặng khoảng 3,8 cân. Bác nào người nhỏ nhỏ thì cầm M79, một loại phóng lựu của sĩ quan Cộng hòa thời xưa, nặng tầm 2 cân. Bác nào thể trạng to con thì vác B41, một loại súng chống tăng, chơi game thì hay gọi là hoa chuối đấy. Hoặc trung liên thì nặng hơn súng bình thường rất nhiều. Và công việc của các bác là phải bảo quản và lau chùi súng của mình thật kỹ lưỡng. Lau bằng dầu nha, dầu chuyên dụng cho súng. Chưa lau bằng nước là dỉ sét ngay và ăn kỷ luật đấy. Tại sao em phải nói những điều lan man này? Vì sự việc đáng sợ xảy ra ở chính bên trong tủ súng. Một nơi thì chứa đầy những vũ khí giết người, tước đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Và nó cũng là một nơi mà quanh năm ánh mặt trời không bao giờ chiếu đến được. Theo những gì được kể lại, thì đó là vào những ngày gần tháng 7 cô hồn của năm 2015. Lúc đấy, đơn vị của anh Tùng đang chuẩn bị cho buổi bắn đạn thật AK-2. Bắn mục tiêu di chuyển ban ngày và ban đêm. Bài 1 là bắn mục tiêu cố định ban ngày. 3 tư thế, đứng, nằm, quỳ. Đêm hôm đó có một buổi học bắn súng ban đêm. Đơn vị đi huấn luyện cả. Chỉ để lại một anh tiểu đội trưởng ở nhà để kiểm tra trang vũ khí, thiết bị còn dư trong đơn vị. Em tạm gọi là anh Hùng nhé. Kèm theo đó là một anh sĩ quan quân khí tiểu đoàn hỗ trợ xuống. Em tạm gọi là anh Sơn đi. Anh Hùng và anh Sơn này tiến hành kiểm tra lại trang thiết bị tại tủ súng của trung đội 4. Mọi việc tiến hành rất bình thường, không có gì xảy ra cả. Đến khi kết thúc kiểm tra tủ súng của trung đội 4, hai anh chật vật tiến về phía tủ súng của trung đội 6. Nhưng mà lúc này thì anh sĩ quan mắc đi vệ sinh, để lại anh Hùng ở lại. Anh Hùng đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa tủ súng, thì trong mơ hồ, anh Hùng nghe thấy tiếng của một thanh niên rất trẻ, như lời thầm thì ở bên tai mình vậy. Cứu tôi với! Anh Hùng giật mình, nhìn xung quanh, nhưng đâu có ai đâu. Các bác đừng nghĩ doanh trại quân đội đông như vậy, nhưng mà chỉ cần trong đơn vị không còn một bóng người thôi. Xung quanh toàn là cây cối tùm, mọi sự vật, sự việc chìm vào trong im lặng, thì các bác sẽ cảm thấy xón ngay lập tức. Nhìn quanh một hồi không thấy ai cả, anh Hùng nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi. Nhưng tiếng nói lại cất lên. Lần này anh Hùng nghe rất rõ, nhưng tiếng nói rất thều thào, như kiểu người đó đang nói với giọng rất mệt vậy. Cứu tôi với, đồng chí ơi! Anh Hùng giật nảy mình lần nữa, nổi hết cả da gà. Lần này thì anh Hùng biết được nơi phát ra tiếng nói ở đâu rồi. Đó là trong tủ súng. Anh Hùng lúc này cực kỳ sợ hãi và khó hiểu. Bởi cái tủ súng bé tí thế kia, nói đúng hơn, làm sao mà nhét được con người ta vào trong đấy chứ hả? Anh Hùng run run, khẽ giọng. Ai vậy? Ai ở trong đấy đấy? Nhưng mà đáp lại câu hỏi của anh thì vẫn là sự lặng thinh từ trong tủ súng. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần.
Anh Hùng từ từ tiến lại tủ súng, chậm chậm quỳ một bên gối xuống, đầu thì nghiêng qua một bên, tai áp vào tủ súng. Lúc này ngoài tiếng tim đập thình thịch, anh Hùng không còn nghe thấy gì nữa. Xung quanh mọi thứ yên lặng như tờ. Khi anh Hùng tưởng chừng mình chắc mệt quá sinh ảo giác nghe nhầm, thì rình một tiếng, tiếng động đập vào cửa sắt vang lên đột ngột trong tai, khiến cho anh Hùng hoảng sợ ngã vật ra đất. Dường như trong tủ súng đang có một đồ vật gì đấy đang cố gắng thoát ra bên ngoài. Hai chân của anh Hùng vừa đạp ra đằng trước, hai tay thì cố trườn ra sau để kéo thân ra khỏi cái tủ súng này. Trong lúc vô thức làm cho hành động đó theo bản năng, đôi mắt của anh Hùng thì vẫn dán chặt vào cửa tủ súng. Tiếng động vang lên đột ngột nhưng mà cũng bất chợt im lặng. Nhưng anh Hùng khẳng định được rằng những gì vừa xảy ra không phải là do mình hoang tưởng. Bởi vì khi tai của anh áp vào cửa súng, có vật gì đập vào cửa tủ, thì tai của anh vẫn còn cảm thấy đau bởi cửa tủ va vào. Lúc này trong tủ súng lại vang lên tiếng cười ma mị. Anh Hùng mặt xanh đi, mồ hôi toát ra liên tục, tiếp tục trong vô thức lùi ra cửa tủ vài bước. Anh Hùng đứng đực ra ở đấy, không dám di chuyển. Trong lúc thần kinh đang căng như dây đàn, thì một giọng nói vang lên sau lưng của anh Hùng. Còn không mở cửa tủ đi, đứng đấy làm gì thằng kia? Anh Hùng hét lên, rồi nhảy ngược lại, quay lại phía sau. Thì ra đó là anh Sơn, anh ấy đi vệ sinh về. Thấy mặt của anh Hùng tái xanh, đầy vẻ kinh hoàng, anh Sơn chọc. Mày sao thế? Vừa gặp ma hay gì mà mặt mũi tái xanh thế hả? Tưởng chừng Hùng sẽ phản bác lại, nhưng mà ai dè đâu Hùng lại gật đầu lia lịa rồi mếu máo. Anh ơi, đúng rồi anh ơi, anh Sơn, trong tủ súng có người, nó vừa cười với em kìa. Anh Sơn ngạc nhiên, há hốc mồm, sau đó thì cười lắc đầu nói với cả Hùng. Thôi đi mày ơi, bớt diễn cái trò đấy đi, mở cửa kiểm tra nhanh đi, tao còn làm báo cáo. Hùng lắc đầu ngoài ngoại, thề sống thề chết bảo là có người trong tủ súng, không dám mở cửa tủ ra. Anh Sơn cũng khó hiểu, thầm nghĩ không lẽ nó gặp ma thật. Mặt mũi của nó thì nhìn không giống nói dối đâu. Nhưng mà cứ mãi như vậy không được. Dù có ma hay quỷ thì bắt buộc vẫn phải mở để kiểm tra tủ súng. Ma quỷ không đáng sợ bằng bị cấp trên khiển trách đâu. Thế là anh Sơn lấy chìa khóa từ anh Hát, lại gần tủ súng và bắt đầu mở ra. Tiếng khóa kim loại va vào nhau cành cạch. Hùng thì nín thở nhìn cửa tủ súng dần được mở ra. Tiếng kèn kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh Sơn thì cũng nín thở. Nhưng khi cửa tủ được mở ra thì bên trong không có gì cả, ngoài những khẩu AK và băng đạn ra. Anh Sơn thấy vậy liền quay lại chế giễu Hùng. Ông ơi, nghe nhiều chuyện ma cho lắm vào rồi thần hồn nát thần tính ra, có cái mẹ gì đâu. Mà có thì tôi cũng thịt nó luôn cho ông xem đây này. Đàn ông con trai 20 tuổi đầu rồi mà còn đi sợ ma mới chẳng quỷ, tao đến cười chết mất. Nói xong, anh Sơn tiếp tục quay đầu lại tủ súng để bắt đầu kiểm tra. Nhưng mà khi anh Sơn vừa quay đầu vào tủ thôi, lưng hướng ra ngoài, thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, khiến cho anh Sơn giật nảy cả mình. Bởi vì anh Sơn không biết rằng khi anh vừa quay đầu vào trong, thì ở bên ngoài, anh Hùng thấy được ở phía sau gáy của anh Sơn có dính một cái đầu người đang treo lủng lẳng ở gáy của anh ta. Cái đầu người đang nhe răng và cười với Hùng. Hai mắt của nó thì mở trợn trừng, toàn lòng trắng. Máu, hai hốc mắt, mũi, hai tai, mồm cứ trào ngược ra ông ngọc vậy. Da thịt của nó thì tái xanh. Anh Hùng hoảng sợ vô cùng, tay run run chỉ về phía của Sơn. Lúc anh Sơn quay lại, thấy Hùng đang chỉ về phía mình với vẻ mặt hoảng sợ. Anh Sơn cáu nói, mẹ cha cái thằng này, mày làm sao mà hét gớm thế hả? Thần kinh à? Bằng một giọng run run, anh Hùng mấp máy nói, Cái đầu anh ơi! Sơn giật mình bột miệng, đầu gì? Cái đầu người, nó sau gáy của anh. Anh Sơn giật mình đưa tay quàng ra gáy, nhưng không thấy gì cả. Tiếng cười lại vang lên. Anh Sơn lạnh gáy, quay người phát ra phía tủ súng, thì thấy trong ánh sáng mờ mờ, có một vật trông như cái đầu,
Nhìn kỹ lại thì đúng là cái đầu người đầy máu thật. Nó cười, rồi nó nói. Tao này, mày tìm tao hả? Cả anh Sơn và Hùng đều hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi đơn vị. Mỗi người chạy một nẻo. Chẳng ai nói với ai câu gì cả, bỏ lại tổ súng. Mãi một khoảng thời gian sau, khi đơn vị đi huấn luyện về, thấy tủ súng mở ra, không thấy Sơn và Hùng đâu cả. Đại đội trưởng mới cho người đi tìm, thì thấy anh Sơn và Hùng đang run run ở trên phòng tiểu đoàn. Sau này anh Hùng kể lại cho đám anh em nghe. Kể từ đấy về sau thì tủ súng đó mỗi lần mở ra, chỉ mở ban ngày thôi. Hồi học ở đấy, nhiều đêm em cũng nghe tiếng lục cục ở trong tủ súng, nghĩ là chuột hoặc gì đấy. Kể từ khi nghe xong câu chuyện này thì em nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu. Ngoài sự việc này diễn ra cách vụ bóng người không đầu của tiểu đoàn 2 tầm nửa tháng, nên anh em đều phân tích và chắc rằng đến 200% là cái đầu đó của anh lính bổng súng. Còn vì lý do tại sao đầu và thân lại nằm mỗi nơi một nẻo, thì nói thật với cả các bác là có trời mới biết được. Câu chuyện tiếp liên quan tới cây me trong đơn vị. Khác với những câu chuyện trước, người kể lại mọi chuyện ma ở đơn vị cho em nghe thường là anh Tùng hoặc là các anh nhập ngũ khóa trước. Với truyền thống đời đời truyền nhau, thì lần này người kể lại cho em câu chuyện này khác biệt hoàn toàn nha. Đó chính là ông chủ bán căng tin ở tiểu đoàn 2. Bọn em thì thường có thói quen xấu, đó là canh lúc đi tập luyện ngoài thao trường, giờ giải lao tại chỗ là lại nhìn ngó trước sau và lẻn ra căng tin mua nước uống, rồi hút thuốc, tám sàm ba phét với nhau. Em nhớ đợt đấy, khi đi diễn tập về, thì em cùng thằng Long lại trốn ra đó ngồi đốt thuốc. Hai thằng ngồi tán dóc, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi sau đó lại quay lại vụ thằng Thản. Lúc đấy thì thằng Thản đã được gia đình đưa về để chữa bệnh rồi. Lúc này, ông chú căng tin cũng ở gần đấy. Thấy chuyện lạ và ly kỳ, ông chú căng tin cũng lấy ghế ra ngồi gần hóng đấy. Thấy chuyện quá ghê và ma mị, ông chú đề nghị bọn em kể lại toàn bộ câu chuyện về thằng Thản cho ông ấy nghe. Vì em là đứa trong cuộc của vụ ấy, là đứa trực tiếp nhảy vào phòng thằng Thản lúc nó bị nhập, nên những chuyện em kể ra còn ly kỳ gấp mấy lần ông chú nghe được của bọn khác. Ông chú nghe xong, thấy có hứng, liền nói với cả bọn em. Mấy chú không biết đấy chứ, những chuyện ma quái xảy ra ở trong đơn vị của mấy đứa không chỉ có nhiều vậy đâu, còn rất nhiều chuyện ghê hơn vậy nhiều. Biết được mình may mắn gặp được tư liệu sống của cái trường này rồi. Tại sao lại nói như vậy? Vì bọn em ở trường thì cũng chỉ được có 6 tháng trời thôi. Còn ông chú bán căng tin ở đây ngót nghét không dưới chục năm đâu. Làm sao một khách du lịch lại hiểu địa phương hơn dân bản địa được? Thế là em hối thúc. Chú thổ địa ở trường rồi, có chuyện gì kể bọn cháu nghe với. Có cái vụ nào lạ hơn thằng bạn cháu không? Rít một hơi thuốc, khe kha nhả khói. Ông chú trầm ngâm một hồi, rồi đánh mắt về phía thao trường vẫn huấn luyện, cất giọng hỏi. Thế hai chú mày có thấy ở đằng kia kìa, có một cái cây me rất lớn không? Em và thằng Long dõi mắt nhìn theo hướng chú căng tin. Cây me đằng kia hả chú? Có thấy mà. Bọn cháu nghe phong phanh hình như đợt đấy có ai treo cổ chết ở đó phải không? Mà không biết có phải thật không nữa. Vừa nói chưa hết câu, ông chú đã nói lớn rồi. Ê, nói nhỏ thôi mẹ muốn chết à? Có muốn nghe chuyện nữa không? Biết sao cây me đó dưới gốc cây có rất nhiều chân nhang cắm ở đấy không? Tôi rụt cổ, thằng Long thì cũng giật mình nói. Ờ đúng nha. Có rất nhiều nhang cắm ở đó thật. Hồi trước đi huấn luyện ngang qua thì bọn cháu cũng thấy rồi. Dưới gốc cây cắm chi chít chân nhang. Chú căng tin gật đầu. Mày thấy là được rồi. Chiều tối đừng có mà tới gần khu đấy nhá. Mà nhang ở đấy là chú cắm đấy. Em và thằng Long hai đứa nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy chú căng tin bắt đầu chậm rãi kể lại. Các chú mày không biết đấy chứ. Hồi mới thành lập đơn vị này này, doanh trại đâu có to như bây giờ đâu. Hồi đấy lác đác chẳng được mấy nhà đâu. Mãi sau này khi quân số tập trung đông rồi,
cũng đến đâu thì bắt cầu đến đấy thôi. Lúc này doanh trại mới dần dần được mở rộng ra. Lúc tôi đặt chân đến đây này, thì cây me ấy đã có ở đó từ bao giờ rồi. Hồi đó nghe phong phanh đâu là có người phụ nữ bị chồng bỏ. Anh ta gom hết tiền bạc, chạy trốn với cả người phụ nữ khác. Cô ta vì bị phản bội, lại mất hết của cải. Ra cái cây đấy, treo cổ tự sát. Lúc đó chưa có ai phát hiện được cả đâu. Vì xung quanh lúc đấy là rừng, cây cối tùm. Ít ai vào đó, cho nên xác cô ta cứ treo tòn ten ở đó một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến sau này vì thi thể bị phân hủy, mùi thối theo gió lan đi, người dân quanh đấy mới phát hiện ra. Nghe nói khi người ta đến gỡ cái xác của cô ta xuống, thì xác chết đã phân hủy được một thời gian dài rồi. Giỏi bọ bù lít nha lít nhít, đầy cơ thể. Dưới đất đen như mực vì nước ở trên cái xác chảy thấm xuống. Hồi đó người dân cũng nghèo lắm, muốn tìm một cỗ quan tài cũng là cả một vấn đề đấy. Do vậy đành lấy chiếc chiếu cói thô sơ cuộn lấy xác rồi vùi xuống gốc me luôn. Từ đó về sau thì gốc me đó đã có oan hồn của một người tự tử. Mãi sau này đơn vị mở rộng ra, rồi mở rộng vượt qua gốc me, thành ra bây giờ nó thành thao trường mà các cậu hay luyện tập đấy. Trời nắng chang chang, mà em với cả thằng Long vừa nghe xong thì đã lạnh hết cả người rồi. Trong đầu em bỗng nhớ lại, rất nhiều lần đi luyện tập, đã ở gần khu đấy, mà nổi hết cả da gà. Không ngờ mình cách người chết lại gần như vậy. Thằng Long thì run run hỏi ông chú. Rồi từ đó về sau thì có gì ghê rợn xảy ra không chú? Ông chú căng tin, rít thêm một hơi thuốc, từ từ nhả khói. Với đôi mắt đăm chiêu, ông kể tiếp. Có chứ. Người ta tự tử chết mà. Mẹ oán khí nặng lắm. Mà cái giống người treo cổ tự tử chết đấy, thì nó thường thành ma thần vong rồi. Cũng giống như là ma da mà người đi sông, đi biển, tắm ao, tắm hồ rồi chết đấy. Loại ma này nó độc lắm. Nó vì tự tử chết, không được đi đầu thai, nên nó cứ vất vơ vất vưởng. Tìm người hợp mạng, hợp mệnh, hợp số, nó dụ người ta chết theo. Mà chết bằng cách treo cổ y chang nó đấy. Chắc các chú cũng đã biết rồi. Hồi đấy thì tôi đi đánh Pol Pot Khmer Đỏ năm 79, thì bị mền chống bộ binh, nó sát thương. Thế là thành thương binh luôn. Về đơn vị này thì cũng may thương loại nhẹ thôi. Nên mà khi giải ngũ, tôi mới xin ở lại đơn vị. Rồi từ từ mới bán cái căng tin này này. Tôi và thằng Long đều gật đầu. Chuyện của ông chú thì cũng rất nhiều người biết rồi. Vì không có cốp to chống lưng, nên căng tin của chú ở một nơi rất xa đơn vị, gần như nằm biệt lập ngoài thao trường luôn. Xung quanh toàn cây cối như rừng, dẫn đến buôn bán sau khi nộp lên đơn vị thì cũng chỉ đủ ăn thôi. Chưa đâu như cái căng tin gần cổng trường. Mỗi tháng thu vài trăm là điều bình thường. Chú căng tin tiếp tục kể. Khi mới đầu xây căng tin này, tôi ngủ tại đây luôn. Cũng chẳng sợ bố con thằng nào cả. Vì tôi đã kinh qua bao đạn bom rồi, máu xác chết, nên tôi rất lì. Nghe chuyện về cái cây me này thì tôi cũng chẳng sợ đâu. Gạt phắt ngay khỏi đầu. Lúc đầu buôn bán bình thường, chẳng sao cả. Chuyện đến tối một hôm nọ. Theo thói quen, sau khi ăn cơm thì tôi lại ra ngoài bàn đá ngồi, uống trà, hút thuốc, nghe radio. Lúc đấy ngoài trời cũng có trăng, nhưng tôi đang ở ngoài thao trường. Cây cối thì tùm, che hết cả ánh trăng rồi. Mọi thứ nhìn nó cứ mờ mờ. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, vì bao năm hành quân trong rừng rồi tôi cũng quen. Lúc đấy cũng khá trễ. Khi tôi chuẩn bị vào nhà, đóng cửa đi ngủ, thì cái radio đang phát bình thường bỗng nhiên im bặt. Tôi trao mày, đập đập nó mấy cái, nhưng mà cũng chẳng thấy gì cả. Mới đầu thì tôi cứ nghĩ là do hết pin. Nhưng tôi lại gạt phăng ý nghĩ đó đi, vì tôi mới thay pin hồi tối. Loay hoay một hồi mãi mà không được, tôi đành mặc kệ mẹ nó, đứng dậy chuẩn bị vào trong. Thì cái radio bỗng nhiên kêu lên.
Xẹt xẹt. Tôi mừng vì nó không bị hỏng. Thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến. Cơn gió đó lạnh một cách kỳ lạ, mà thổi một cách cũng vô cùng bất ngờ. Tôi lấy mu bàn tay che lại mắt vì sợ bụi thổi vào. Thì trong lúc nheo mắt, tôi vô tình nhìn về hướng cây me. Lúc này trên cây me có cái gì đó trăng trắng. Nó đang đu đưa, dập dìu theo cơn gió. Tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, thì tôi suýt hét lên. Vì tôi nhìn rõ thứ đang lủng lẳng trên cành cây đó là gì. Hình như là một người. Không, chính xác hơn là một cái xác chết treo cổ. Cái bóng trắng đó cứ lướt qua lướt lại, còn cây me thì rung lên dữ dội. Dưới ánh sáng của ánh trăng đã bị chặn bớt đi bởi các tán cây, và giữa một thao trường xung quanh toàn là cây thôi, thì cái xác màu trắng ấy nó lại nổi bật lên một cách đáng sợ. Thế rồi tôi thấy được một hình ảnh còn đáng sợ hơn nữa. Cái xác chết ấy bắt đầu cử động. Nó bắt đầu cựa quậy hai chân, rồi đến hai tay, rồi đến cả cơ thể. Cả cái xác thì như đang bị co giật vậy, như con cá bị mắc cạn. Rồi hai tay của nó từ từ đưa cổ ra khỏi dây thòng lọng. Hai chân nó vẫn không chạm đất. Hai tay của nó cầm theo sợi dây treo cổ. Tôi chợt nhận ra được nó đang làm gì. Hình như nó đang lướt về phía của tôi. Nghe đến đoạn này, tôi và thằng Long thì không rét mà run. Hai đứa xanh hết cả mặt. Thử tưởng tượng một tí thôi. Nếu mình rơi vào trường hợp của ông chú này, thì mình sẽ làm gì đây? Kể đến đoạn này, mặt của ông chú căng tin cũng khó coi đến cực điểm. Vì thấy chuyện đang đến lúc gay cấn, hấp dẫn, tôi đành thúc giục ông chú, mặc kệ là biết hơi mất lịch sự. Rồi sau đó, chuyện gì hả chú? Chú đừng làm bọn cháu hồi hộp chứ. Đợi ông chú rít thêm vài hơi thuốc lấy lại bình tĩnh, ông chú trầm giọng kể tiếp. Thế theo các chú thì nếu lúc ấy rơi vào chuyện này, các chú sẽ làm gì đây? Khi mà nguyên một cái bóng trắng, tay cầm thòng lọng, lướt đi trong rừng cây, tiến về hướng các chú. Chạy, chạy thôi chứ sao? Thằng Long thì hét lên. Tôi cũng âm thầm gật đầu. Chứ lúc đó không chạy thì đứng lại để solo với nó chắc. Mà còn chưa biết nó là cái thứ gì. Điều có thể nhận ra được một cách chắc chắn thì nó không phải là vật sống. Ông chú cũng gật đầu rồi kể tiếp. Lúc đấy, dù có kinh qua bao nhiêu bom rơi đạn đạc đi chăng nữa, thì tôi cũng không đủ lá gan để đứng lại đâu. Chiến tranh nó khác các chú à. Chiến tranh thì bắt buộc phải chiến đấu rồi. Địch không chết thì ta vong. Đánh đến say cả máu, đỏ cả mắt lên. Lúc đó thì cũng chẳng biết sợ là gì cả. Vả lại lúc đó là người sống. Còn đối với cả hồn ma bóng quế thì lấy cái gì mà đánh với nó đây? Lúc mà nó lướt lại phía tôi ấy, là tôi đã quyết định phải chạy ngay rồi. Tôi vọt vào trong căng tin, đóng chặt cửa lại, cố thủ bên trong. Nhưng mà đợi một lúc lâu thì lại không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài cái bóng đen xung quanh thì chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi rì rào. Tôi lúc đấy vừa sợ vừa tò mò, vì từ bé đến giờ tôi đã gặp phải ma quỷ bao giờ đâu. Chẳng biết lúc đấy tôi lấy đâu ra được sự can đảm, gan dạ đến lạ thường. Chắc do trí tò mò của tôi đã chiến thắng. Tôi bước từng bước chậm rãi đến gần cửa. Tôi cố gắng nín thở, dựa sát vào tường, tai áp lên, để xem có nghe được gì không. Nhưng mà tôi hơi thất vọng, vì ngoài tiếng côn trùng kêu ra, thì tôi lại chẳng nghe thấy gì khác nữa. Đánh liều thêm một lần nữa, tôi ghé mắt qua khoảng trống khe cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài kia thì vẫn là rừng cây. Ngoài bóng đêm, ánh trăng quen thuộc thì chẳng có gì khác cả. Lúc này tôi mừng thầm trong lòng, vì nghĩ rằng chắc lúc đấy mình hoa mắt. Khi mà tôi chuẩn bị dừng xem, thì lúc này tôi thấy có cái gì đen đen đang đung đưa ngoài cửa. Nó lòng thòng từ trên xuống dưới. Tôi cứ còn tưởng là mạng nhện cơ. Ngước đầu lên trên thì tôi suýt nữa đái ra quần, vì cái thứ lòng thòng đó là tóc người, phía trên
ở phía trên. Lúc này ông chú căng tin nuốt nước bọt cái ực, nhăn nhó kể tiếp. Phía trên là nguyên cái đầu người, chính xác hơn là nguyên một cơ thể người đang treo ngược. Tóc nó cứ xõa xuống, lất phất theo gió. Hai con mắt thì đỏ như máu vậy, trợn trừng nhìn qua khe cửa, ngó vào trong. Khuôn mặt, đó là khuôn mặt của một con quỷ. Hai con mắt to như hai cái đèn pha ô tô vậy. Răng nanh thì dài cả gang tay ở hai bên mép. Mặt của nó xanh lè xanh lét ra. Không có mũi, chỉ thấy cái lỗ sâu hoắm trên mặt thôi. Lưỡi của nó dài tím bạch đang thè lè ra bên ngoài vậy. Kể đến lúc này thì ông chú đã hớt cả mồ hôi rồi. Khuôn mặt tỏ vẻ kinh hoàng. Dường như trong lúc kể, ông chú lại nhớ về cái ngày hôm đấy. Hít sâu một chút cho định thân, ông chú run giọng nói. Lúc đó thì tôi chỉ biết thét lên một tiếng thôi, ngã ngồi ra sau. Tôi bò tránh ra cái cửa nhanh nhất có thể, rồi chằm chằm nhìn vào cánh cửa. Lúc này bên ngoài lại không có tiếng động gì cả. Nhưng tôi biết rằng ở bên ngoài, nó ở bên ngoài, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ cần tôi ra ngoài là tàn đời luôn. Biết là như vậy, nên tôi cắn răng cố thủ bên trong, xem nó có thể làm gì mình. Ai dè khi mà tưởng chừng mọi thứ cứ giữ mãi trong trạng thái giằng co như vậy, thì tôi nghe thấy tiếng xẹt xẹt vang lên. Mới đầu thì tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng mà sau đó tôi mới nhận ra đó là tiếng radio. Tôi cúi người xuống nhìn thì thấy cái radio nó đang nằm trong túi áo ngực của mình. Thế là tôi nhanh chóng mở cúc áo lấy radio ra, vì tôi sợ nhất là tạo ra tiếng động lúc này, sợ thứ kia biết được vị trí của mình. Lấy được radio rồi, tôi đưa tay gạt công tắc, nhưng mà tôi ngạc nhiên vì nó đã tắt rồi cơ mà. Tiếng radio vẫn xẹt xẹt vang lên trong căn phòng tối. Trong đêm tĩnh mịch này, dường như nó là tiếng duy nhất được vang lên. Hoảng quá, tôi gỡ nắp pin ra, tháo hết pin. Nhưng mà các cậu không tưởng tượng được đâu. Pin tôi đã gỡ ra rồi, nhưng mà nó vẫn kêu, nó vẫn hoạt động. Khi tôi đang lớ ngớ không biết phải làm thế nào, thì một giọng phụ nữ cất lên thê lương. Mà nơi phát ra thì chính là từ cái radio đang cầm trên tay. Oan quá, oan quá. Tôi giật mình rụt tay lại. Cái radio thoát khỏi sự khống chế, rơi xuống sàn đất cái bụp. Nhưng mà va chạm như vậy không làm ảnh hưởng gì đến giọng nói âm u phát ra từ radio. Oan quá, tôi chết oan quá. Chiếc radio cất lên thứ âm thanh như đến từ địa ngục vậy. Giữa tiếng xẹt xẹt như bị nhiễu sóng là tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ. Tôi chết oan quá. Tiếng nói đó như có ma mị vậy. Nó khiến đầu óc tôi lúc bấy giờ trống rỗng, máu trong cơ thể như muốn đông lại vậy. Tiếng người phụ nữ lại vang lên nỉ non. Tôi lạnh lắm, tôi đói, tôi cô đơn lắm. Chơi với tôi đi, chơi với tôi đi. Nghe đến đây thì ông chú căng tin lấy hai tay ôm tai lại, đầu thì lắc ngoài ngoại thét lên. Không, không, mày cút đi, cút nhanh. Đáp lại lời của ông chú là một tràng cười quái dị phát ra từ radio. Ra đây chơi với tao, ra đây, mày phải ra. Lúc đó ông chú biết, nếu để nó nói nữa, thì sức chịu đựng của chú sẽ đến giới hạn. Và khi sẽ ra ngoài theo lời nó thật, chú cắn răng, chụp lấy chiếc radio và đập xuống sàn cái bụp. Chiếc radio tan thành từng mảnh vụn, nó xè xè mấy cái rồi im bặt. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên thì ở ngoài cửa lại vang lên. Kẹt, kẹt. Ông chú lại hoảng sợ, nhìn ra phía đấy. Nhưng mà cửa đóng chặt, nó không vào được. Nó đang làm gì vậy? Ông chú lắng tai nghe lần nữa thì tiếng nó lại cất lên. Kẹt. Ôi mẹ ơi, đó là tiếng móng tay cào ngoài cửa. Chú xanh mặt, nhưng mà không biết phải làm gì lúc bấy giờ. Chỉ biết chui lên giường, chùm chăn mặc kệ. Tiếng móng tay cào vào cửa vang lên cả đêm. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc lớn, lúc nhỏ, như muốn tra tấn ông chú bên trong vậy. Chờ đợi mãi, đến lúc có tiếng gà gáy của đơn vị vang lên, thì tiếng đó mới chấm dứt.
Nhưng mà tôi vẫn không dám mở cửa ngay. Mãi đến tận sáng, có mấy người đến đập cửa mua hàng. Ánh nắng bắt đầu lên rồi, chú mới bắt đầu xuống giường. Sau đợt đấy thì đêm không bao giờ chú ngủ lại căng tin nữa. Toàn về nhà lính ngủ chung với cả anh em thôi. Nghe xong câu chuyện của ông chú căng tin, tôi và thằng Long vừa thỏa mãn vừa sợ. Đưa gói thuốc mời ông chú một điếu. Thằng Long thì lẩm bẩm: "Ôi may quá, may là bọn cháu không bị gì. Chắc là nó không dám ở lại nơi đông người đâu nhở. Không thì chắc bọn cháu cũng tèo." Nhận điếu thuốc châm lửa hút. Vừa nghe thằng Long nói vậy thì ông chú cười lắc đầu: "Ai bảo với cả chú mày là nó không dám đến trại lính hả?" Thằng Long thì mới đớ người: "Hả? Nó dám đến hả chú?" Cười cười ông chú bảo: "Đến, không những đến mà mém lôi theo một thằng chết treo cổ như nó luôn. Nhưng may thằng đó số lớn mạng lớn. Không thì bây giờ trên cây me đó đã có hai mạng rồi." Tôi biết lại có chuyện hay, bèn hối thúc ông chú: "Ấy, chú kể đi chú. Chú tranh thủ giúp tụi cháu nào. Chứ sắp hết giờ huấn luyện rồi, tí bọn cháu còn về nữa." Thấy tôi thúc giục như vậy, ông chú thì cũng cười xòa nói: "Thôi, hay là hôm nay dừng ở đây đi. Tôi sợ tôi kể nhiều quá thì đêm các chú lại ám ảnh đấy, lại không dám đi cả vệ sinh đâu." Nghe vậy tôi với cả thằng Long cuống quýt vỗ ngực bùm bụp thề thốt: "Chú cứ yên tâm đi, bọn cháu lì lắm, không sao đâu chú. Mà cũng còn vài hôm nữa thôi là hai đứa cháu về đơn vị cũ hết rồi." Nghe tôi nói vậy thì ông chú cũng ậm ờ rồi nói nhanh: "Thôi được vậy, thấy các chú trông mong như thế thì tôi đành kể nhá. Nhưng mà các chú đừng nói chuyện này cho người khác nghe đấy, nó không hay đâu. Các chú hiểu ý tôi chứ?" Tôi thừa biết ý tứ của ông chú là gì. Ông chú sợ người ta đồn đại bậy bạ, nói chú tuyên truyền mê tín dị đoan trong quân ngũ. Điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn tới công việc và gây mang tiếng. Do vậy, tôi với cả thằng Long đều gật đầu lia lịa. Thấy bọn tôi hành động như vậy, ông chú mới tạm hài lòng, lại tiếp tục bằng cái giọng trầm trầm, từ tốn kể lại cho chúng tôi. Cách đây chắc cũng phải hơn chục năm đấy, hình như vào tầm 12-13 năm gì đấy. Cũng có một đợt học viên như các chú lên đây để huấn luyện tiểu đội trưởng. Đợt đấy thì anh em lính lên đây xuất phát từ Bình Phước là đa số. Vì xuất phát từ tỉnh Bình Phước nên cũng có khá nhiều các anh em dân tộc thiểu số, nhiều nhất là Stiêng rồi đến Khmer. Nhưng mà trong nhóm anh em lính đó lại có một số anh em rất kỳ lạ. Phải nói thế nào nhỉ? Như kiểu là mấy chú đấy có người biết nghề thầy mo vậy. Có người lại nhìn được những thứ mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Nói chung, đợt lính đó rất đặc biệt. Nếu để kể rõ ràng hơn thì phải nhắc tới chú Minh và chú Bùng ở đơn vị cối 60. Chuyện của hai chú này thì một chú tôi nghe lại được, còn một chú thì tôi gặp trực tiếp. Chú Minh bẩm sinh có đôi mắt rất đặc biệt. Chẳng hiểu sao mắt người ta con ngươi thường là lòng đen, nhưng mà chú ấy lại là lòng đỏ cam, nhìn như kiểu bọn Tây ấy. Tuy sinh hoạt tập thể nhưng mà tính của chú ấy khá trầm, ít nói nên không quen thân được ai cả. Tối ngày chú ấy cứ lẩm bẩm lầm lì và khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi như kiểu vừa mất tiền vậy, nên ít anh em nói chuyện với chú ấy lắm. Nhưng mà dường như đối với cả chú Minh thì đây lại là một niềm hạnh phúc của chú ý. Mà thật ra nói đi cũng phải nói lại, chú Minh cũng hay nói chuyện lắm, nhưng mà toàn nói chuyện một mình thôi. Chú ấy thường tìm những góc vắng người rồi ngồi nói chuyện. Cũng chẳng ai biết là chú ấy nói chuyện với ai luôn. Nhưng mà anh em thì chắc chắn là không, vì sợ và xung quanh nơi chú Minh ngồi thường chẳng có ai cả. Có một đợt thì chú Minh được cắt gác tại vị trí phía sau chuồng gà đơn vị. Nhưng gác lần một thì được, chứ gác lần hai thì chú Minh tuyệt đối không gác lại. Chỉ huy hỏi tại sao lại như vậy, chú Minh chỉ đáp: "Báo cáo chỉ huy, tối hôm qua đứng gác ở đấy, nhưng mà nửa đêm thì có rất nhiều người vật vờ gần đấy. Họ đuổi tôi đi, không cho tôi ở đấy, nói rằng đó là chỗ của họ."
Chỉ huy đơn vị thì đỡ người ra, nói với cả anh Minh. Cậu có bị thần kinh không thế hả? Ai dám đuổi cậu đi? Đây là đơn vị mà đơn vị phụ trách khác. Ai đuổi cậu đi thì cậu lên đây báo cáo tôi. Mà cậu đừng có viện lý do lười biếng đấy nhá. Không là tôi kỷ luật cậu đấy. Chú Minh thì nhăn nhó, đành nói với cả chỉ huy đơn vị. Em nói thật mà chỉ huy, mấy người ở đấy không cho em ngồi đấy đâu. Thấy mình cứ thoái thoát việc gác tại vị trí đấy, ông chỉ huy thì đùng đùng nổi giận. Tôi nói thế nào thì cậu cứ làm thế đi. Ai dám đuổi cậu đi khỏi vọng gác mà đơn vị phụ trách. Anh em cũng nhiều người gác tại đấy rồi, mà có ai đuổi đi đâu. Thôi, không nói nhiều nữa. Đêm nay, cậu gác như bình thường đi. Còn có ai đuổi cậu, gọi tôi. Bây giờ thì tôi phải đi họp với cấp trên đây. Thế là đêm hôm đấy, chú Minh đành phải gác. Chỉ huy hài lòng và thầm nghĩ rằng bản thân mình đã trị được một thằng lười biếng. Đã vào môi trường quân đội rồi thì có lười đến đâu thì lười, vẫn phải đi làm cho mình thôi. Ấy cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy. Ai dè đêm hôm đấy, chỉ huy đang nằm ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng anh Minh gọi cửa ngoài. Anh ơi, anh ngủ chưa? Anh dậy đi, em có việc cần báo cáo. Bằng một vẻ mặt hết sức bất mãn, nhưng mà anh chỉ huy thì vẫn phải rời khỏi chiếc giường. Vì nếu không rời khỏi, có khi thằng này nó gọi đến sáng mai luôn. Mặc quần áo, mở cửa, bằng một khuôn mặt ngái ngủ, anh chỉ huy tức giận hỏi. Ông tướng Minh đấy phải không? Nửa đêm nửa hôm rồi, không ngủ hả? Còn mò lên làm gì? Lúc này thì đứng trước mặt anh chỉ huy là Minh. Anh đang mặc đầy đủ tác phong, tỏ vẻ như hối đối đáp. Em xin lỗi chỉ huy, nhưng mà hôm nay em có ca gác. Lúc gác thì bị mọi người đuổi đi quá trời à? Mà chỉ huy thì nói ai đuổi, báo cáo cho anh. Ông chỉ huy nhăn mặt nói. Ông có biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không mà còn cái bài trò này hả? Giờ này rồi, ai còn thức mà đuổi ông? Thấy chỉ huy không tin lời mình, anh Minh cuống quýt. Em thề mà, em nói thật mà chỉ huy. Người ta đuổi em đi, không cho em ở đây đâu. Nếu anh không tin thì bây giờ em dẫn anh đi xem ạ. Thấy anh Minh đòi sống đòi chết ghê quá, anh chỉ huy thì cũng đành nói. Thôi được rồi, đợi tôi một chút, mặc quần áo đã nhá. Nói xong thì anh chỉ huy lật đật đi thay quần áo dài. Anh Minh thì vẫn đứng ở ngoài đợi. Tầm 10 phút sau, anh chỉ huy thay đồ xong, rồi hai người đi đến vị trí gác. Đi được một lúc, tới nơi thì ngoài bãi đất trống và mấy cái chuồng gà ra, lại chẳng thấy gì cả. Anh chỉ huy thấy vậy liền tức giận, quay lại mắng anh Minh. Nửa đêm rồi, cậu không có việc gì làm. Cậu bày trò để đùa giỡn tôi đấy hả? Làm gì có ma nào ở đây? Thấy anh chỉ huy mắng vậy, anh Minh mếu máo. Kia kìa anh không thấy à? Nói rồi anh Minh chỉ bãi đất trống, rồi tiếp tục nói. Người ta đứng ở đó quá trời đấy anh, đông muốn trắng cả mặt đất kia kìa, trên cây cũng có nữa. Nói rồi anh Minh chỉ tay về phía của mấy cái cây gần đấy. Dõi mắt theo những gì anh Minh nói, nhưng mà chỉ huy chẳng thấy gì cả. Nhưng nghe anh Minh nói như vậy thì anh chỉ huy cũng thấy hơi sợ. Nhưng không lẽ lại nhận với cả lính cấp dưới, vậy thì hèn quá. Anh Minh giả vờ nhìn một hồi rồi thì nói. Ông về ngủ đi, mai tôi đưa ông lên quân y nhà trường khám thử xem não của ông có bị cái gì không. Anh Minh nghe vậy thì biết chỉ huy không tin mình rồi, dãy nảy lên. Trời ơi là trời, người ta đứng trắng cả đất ra thế kia mà chỉ huy không thấy gì sao? Con người không có chân, còn đang bò dưới đất đây này. Anh Minh nói rồi chỉ tay đến vị trí cách anh chỉ huy chỉ khoảng tầm 1 mét thôi, lên tiếng. Đó, cái anh bị nát một bên đầu, đang đứng cạnh, nhìn chăm chăm chỉ huy kia kìa. Anh chỉ huy giật mình, quay ngoắt qua bên phía tay của anh Minh chỉ, rồi nhảy lui ra mấy bước. Anh chỉ huy run run. Tao lao hết sức. Nửa đêm, cậu gọi tôi báo cáo thế này hả? Hóa ra là để hù dọa tôi đúng không? Được rồi, mai tôi sẽ kỷ luật cậu. À mà không, bây giờ luôn. Bây giờ cậu gác ở đây cho đến sáng đi. Anh Minh suýt thì khóc lắc đầu.
Không, không được đâu chỉ huy ơi. Mấy người này họ giận lắm rồi. Không, em không gác đâu. Bị kỷ luật cũng được. Nghe vậy thì anh chỉ huy máu nóng, tính mắng anh Minh tiếp thì vèo vèo. Hai hòn đá không biết từ đâu bay lại, nhưng mà không trúng Minh, mà nó sượt qua đầu của anh chỉ huy, rơi xuống đất. Chỉ nghe hai tiếng cạch cạch. Anh chỉ huy giật mình, nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Nóng giận vì có người ném đá mình, anh quát lớn. Ai? Là ai ném đá? Bước ra đây. Các anh gan to lắm rồi, lại dám ném đá sĩ quan cơ đấy. Tôi mà bắt được là tôi cho các anh ăn kỷ luật mục xương luôn. Đáp lại tiếng la mắng của anh chỉ huy là màn đêm tĩnh mịch. Xung quanh thì chỉ có mấy bụi cây tùm. Lúc này anh Minh bèn chạy lại gần anh chỉ huy, giọng gấp gáp. Anh đừng nói nữa, họ nghe thấy rồi đấy. Nói nhỏ thôi, họ đang đuổi chúng ta đi kìa. Nghe xong những lời của anh Minh nói thì anh chỉ huy lại bốc hỏa. Cái gì mà đuổi đi? Cậu đừng có mà luyên thuyên thuyên nha. Cậu gọi đồng bọn của cậu ra đây mau. Dám lừa tôi để ném đá hả? Các cậu chán sống rồi. Nói xong với cả anh Minh, anh chỉ huy lại quát lớn. Tôi nói lại một lần nữa nha. Là ai thì cút ra đây cho nhanh nào. Đừng để tôi phải nóng máu. Vèo vèo vèo. Lần này lại là ba cục đá bay ra. Lại chỉ bay sượt qua đầu của anh chỉ huy một tí thôi, khiến cho anh chỉ huy thì tái xanh mặt. Thấy đã nói như vậy rồi mà cái đám người này vẫn dám ném đá dằn mặt như vậy, anh chỉ huy bèn chạy đến những bụi cây ở gần đấy. Mặc dù anh ta không xác định được là đá từ hướng nào ném ra, nhưng mà anh ta chắc rằng đối phương chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, mà mấy bụi cây này là chỗ trốn tốt nhất. Thế là anh ta chạy lại bụi cây gần nhất, tính vạch ra. Sau lưng thì vang lên tiếng gấp gáp lắm rồi của Minh. Đừng anh ơi, đi mau đi. Họ nổi giận thực sự rồi đấy. Mấy người đó đang bu lại kìa, đông lắm. Anh chỉ huy mặc kệ tiếng của Minh phía sau lưng, vì nghĩ anh Minh đang nói nhảm, cố gắng để cho đồng bọn của Minh có cơ hội chạy thoát. Khi mà anh chỉ huy chuẩn bị vạch bụi cây gần đó ra, thì ai ngờ đâu, bụi cây lại tự rẽ sang hai bên. Trước mắt của anh chỉ huy hiện rõ mồn một, đó không phải là đồng bọn của anh Minh như anh chỉ huy tưởng tượng, mà đó là một cái đầu của trẻ con, cái đầu nó to như cái thúng vậy. Hai đôi mắt thì như hai chiếc đèn pin, xanh biếc nhìn vào anh chỉ huy, mũi nó khoằm vào như diều hâu vậy, còn cái miệng thì méo sạch qua một bên. Nó không có tai, nó nhoẻn miệng cười với cả anh chỉ huy. Nó không có răng, nhưng mà lưỡi của nó lại đỏ như máu vậy, đang thè lè qua một bên miệng. Rồi nó cất tiếng cười. Trời vui quá, trời vui quá. Lúc này đại não của anh chỉ huy như ngừng hoạt động vậy. Anh chỉ huy chỉ cảm thấy tất cả xung quanh của mình như mờ đi vậy. Trước mắt chỉ còn cái bóng trẻ con đấy thôi. Anh chỉ huy đã quá sợ hãi đến mức không thốt được lên lời, vì anh nhận ra được đầu nó to như vậy, nhưng mà thân của nó thì như đứa con nít mới sinh vậy, còn đỏ hòn, dây rốn vẫn còn lòng thòng dưới đất kia kìa. Nếu có thể dùng một từ ngữ nào đó để miêu tả được nỗi sợ hãi của anh chỉ huy, chắc là chỉ có từ chết lặng thôi. Vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải một cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Khi mà anh chỉ huy đang sợ đến đớ người ra, vì anh thấy được đứa bé con đấy đang chậm rãi bò về phía của mình, thì cánh tay của anh bị kéo mạnh. Đó là anh Minh. Vì thấy sự việc không ổn, nên đã mau chóng lao tới, tóm lấy tay của anh chỉ huy, kéo anh ra khỏi bụi cây và dẫn anh bỏ chạy. Sau lưng tiếng khóc của trẻ con vẫn vang lên, giống như là tiếng mèo kêu buổi đêm ở quê mà mọi người vẫn thường nghe thấy vậy. Ở lại chơi đi, ở lại chơi đi mà. Kèm theo tiếng khóc đó chính là những lời nói bi bô. Âm thanh kinh hoàng đó vẫn tiếp tục đeo bám hai người, mãi đến khi hai người chạy đến phòng chỉ huy mới hết. Ngồi trong phòng chỉ huy, anh Minh thấy chỉ huy vẫn ngồi thẫn thờ. Anh Minh cũng im lặng không nói gì cả. Vì anh biết bây giờ có nói gì thì mọi thứ cũng vô dụng thôi. Vì hình ảnh của ngày hôm nay đã phá vỡ mọi thế giới quan của anh chỉ huy rồi. Trầm lặng gần một tiếng đồng hồ,
Anh chỉ huy mới quay sang anh Minh, nhẹ nhàng hỏi: anh có bị điên không chú? Anh Minh lắc đầu. Hay là anh bị hoang tưởng nhỉ? Anh Minh lại tiếp tục lắc đầu. Hay là do anh đang mơ? Đúng rồi, chắc chắn là anh gặp ác mộng rồi. Anh Minh ôm lấy hai vai của anh chỉ huy mà lay lấy lay để thốt lên: không phải đâu anh ơi, mọi thứ anh thấy là thật đấy. Em đã bảo anh rồi, người ta không cho em ở đó đâu, người ta quả trách đấy. Khẽ gật đầu, anh chỉ huy đành thở dài nhỏ nhẹ nói: anh xin lỗi mày Minh. Thôi, từ mai không phải gác ở đấy nữa. Chuyện này thì anh sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng mà chú có thể thấy được những thứ đó sao? Minh gật đầu rồi một lúc lại lắc đầu nói: cũng không hẳn à. Từ bé em sinh ra thì đã bị vậy rồi. Đôi khi em thấy, đôi khi em không. Nhiều lúc thì nó cứ mờ mờ, không được rõ ràng. Nhiều lúc thì nghe thấy tiếng nói thì thào như tiếng gió vậy, nhưng mà cũng chẳng rõ là cái gì cả. Duy chỉ có ngày hôm nay là em thấy rõ nhất thôi. Và đông nhất nữa. Hôm nay đông lắm. Không chỉ ở trên đất đâu, còn ở trong bụi cây, ngọn cây. Có thứ còn lủng lẳng trên cành cây nữa. Vì quá lo lắng nên em mới báo cáo anh. Nhưng mà anh đừng có lo nha. Từ bé đến giờ mặc dù em bị như vậy, nhưng mà người ta chưa bao giờ hại em cả. Anh chỉ huy gật đầu nhẹ. Thôi, đợi sáng mai đi. Anh đem ít hoa quả ra cúng, khấn xin người ta tha lỗi cho mình mạo phạm. Chắc người ta cũng hiểu mà. Thế là từ đó cả đơn vị đều biết được anh Minh có khả năng nhìn được những thứ bất thường mà những người khác không thể nào thấy được. Nghe xong câu chuyện về anh Minh, em và thằng Long thì mặt xanh như tàu lá chuối vậy. Hai đứa hoảng sợ nhìn xung quanh. Thấy vậy, ông chú căng tin liền cười lớn như nông dân được mùa vậy. Tôi với cả thằng Long thì ngượng ngùng hỏi ông chú: sao chú lại cười à? Cười một lúc, ông chú mới thấy nguôi cơn, hỏi ngược lại bọn em: thế sao hai chú cứ nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ vậy? Mà thôi, các chú không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Xung quanh căng tin này, phạm vi bán kính 10 mét đều không có gì cả. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai đó là bây giờ là ban ngày. Ông chú chỉ ngón tay lên trời. Bây giờ là gần giữa trưa rồi. Chú không thấy mặt trời đang lên cao sao? Đây là lúc dương thịnh âm suy, lúc khí dương mạnh nhất trong ngày. Do vậy nên không có thứ gì ở xung quanh chúng ta bây giờ đâu. Các chú không xem phim của tao hả? Ngày xưa, khi mà người ta chém đầu phạm nhân, đều phải đợi đến giờ ngọ, tức là giữa trưa đấy. Tại sao phải vậy hả chú? Cháu xem phim thì cũng thấy mấy ông quan hô: giờ ngọ đến rồi, chám, rồi ném cái tiêu ra. Pặc. Thằng Long nói đến đây thì giơ bàn tay dứ dứ vào cổ mình, ra hiệu là chém đầu. Ông chú bèn nói: người xưa thì đều cho rằng nếu chém đầu vào phạm nhân giờ đấy thì oan hồn của người đó khi chết không thể nào tìm được người sống. Những người đã giết họ như đao phủ quan lớn mà báo thù. Nói chung là như vậy, nên các chú không phải lo đâu. Nhưng mà phải công nhận, không biết liệu đôi khi chúng ta ở một mình thì xung quanh chúng ta có ai hay không. Vì mắt ta đâu thấy được đâu. Có khi họ đứng ở xung quanh chúng ta đông như chảy hội vậy mà chúng ta lại không thấy gì cả. Nghe đến đây thì em cũng mềm nhũn cả người, nói với cả ông chú: thôi thôi chú ơi, đừng bàn luận mấy cái này nữa, ám ảnh cháu lắm. Mà lúc nãy chú có nói rằng xung quanh phạm vi căng tin này 10 mét không có thứ gì bén bảng đến là sao? Thằng Long thì chen mồm vào: hà, chú có nói à? Em quay sang trừng mắt với nó: mẹ cái thằng này, mày nghe chuyện kiểu gì vậy? Thằng Long thì cười cười nói: tao đang tập quên mất trí nhớ đây, chưa nghe xong chuyện chú kể mà còn nhớ thì mẹ chắc tao sợ chết cha mất. Tôi ngắt lời nói: thôi được rồi ông tướng à, trật tự nghe chú kể tiếp đi. Ông chú thấy hai đứa em cãi cọ qua lại thì cũng im lặng cả. Với tay lấy ấm nước, rót cho mình một chén nước chè, uống một ngụm. Ngước mặt lên thì thấy hai đứa chúng em đang nhìn với ánh mắt mong chờ. Ông chú gật đầu rồi bắt đầu cất tiếng: phải nói sao nhỉ? Các chú đợi tôi một lúc nhé.
Nói rồi ông chú đứng dậy, bước vào phía trong căng tin, để lại em với thằng Long ngồi ở đó cãi nhau chí chóe bên ngoài. Mãi một lúc sau thì hai đứa em mới thấy ông chú quay lại. Trong tay của ông chú cầm một vật gì đấy, nhưng mà do lòng bàn tay khép lại nên em không nhìn rõ là vật gì. Ông chú ngồi lại chỗ cũ, đặt vật ấy xuống bàn. Em và thằng Long thì đều tò mò, chăm chú nhìn vào vật đó. Bọn em nhận đó là một chiếc răng nanh, dài chừng 10 cm, cong như vầng trăng khuyết vậy. Thằng Long thì tò mò hỏi ông chú: "Răng chó hả chú? Sao mà dài thế?" Em mới vỗ vào đầu nó một cái bụp, rồi nó kêu oai oái: "Mày bị điên à? Nghĩ sao mà là răng chó mày? Mày thấy con chó nào mà có răng dài như vậy chưa? Răng chó thì tao không thấy đâu, nhưng mà tao thấy mày mới là óc chó đấy." Nói rồi em ngắm nghía chiếc răng, nói với cả ông chú căng tin: "Đây chắc là răng hổ hả chú? Cháu nghe nói có một số đồ vật kỵ tà cực tốt, trong đó thì có răng hổ." Ông chú thì vẫn còn đang cười ngạt nghẹo vì nghe thằng Long nói răng chó. Thấy em hỏi vậy, ông chú mới nín cười nói: "Chú Long nói sai rồi, còn chú thì nói một nửa đúng." Tôi ngạc nhiên rồi hỏi nhanh: "Thế vậy là răng gì hả chú? Chú đừng có úp úp mở mở nữa, cháu tò mò quá." Ông chú gật đầu nói: "Tôi nói chú đúng một nửa, vì đây đúng là một vật kỵ tà, nhưng mà không phải răng hổ, mà là nanh heo rừng. Nanh hổ đúng là tốt thật đấy, nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền mà mua." Em cũng gật đầu đồng ý với cả ông chú. Có được răng hổ thì tương đương là phải giết được một con hổ. Mà thời buổi này, giết hổ là một tội vô cùng lớn đấy, đi tù mục xương. Thằng Long thì vẫn tò mò, cầm cái răng lên, nhìn đi nhìn lại rồi đưa lên mũi người. Nó nhăn mặt nói: "Yêu ơi, sao cái răng này tanh thế chú? Mà nó có thể kỵ tà thật chứ?" Ông chú uống một hớp nước trà rồi nói: "Sự thật là như chú Long nói đấy. Chiếc răng này tôi lừa mãi mới mua được gần 15 triệu đấy. Xin xỏ mãi. Còn về việc kỵ tà thì thực sự là như vậy. Heo rừng là một loài thú rất có trí khôn. Chúng mạnh không thua gì các loài dã thú khác trong rừng đâu. Hơn nữa thì chúng lại cực kỳ hung hãn, không sợ chết. Và điều đặc biệt của con heo này là chú biết gì không?" Em và thằng Long đều lắc đầu. Chú căng tin nói tiếp: "Vì con heo này đã từng giết và ăn thịt người sống đấy." Thằng Long thì đang mê mẩn cái răng. Nghe đến đấy thì nó giật mình co rụt tay lại, làm chiếc răng rơi trên bàn đá. Mếu máo nói với chú căng tin: "Sao chú không bảo sao sớm?" Chú căng tin thì trầm ngâm một hồi rồi thở dài buồn buồn nói: "Tôi kể cho hai chú nghe một câu chuyện nữa nhé. Như tôi đã nói từ đầu câu chuyện ấy, cái khóa đấy thì có đa số các anh em lính là dân tộc thiểu số. Trong đó thì có một chú mà tôi quý như người thân vậy. Chú này tên là chú Rừng, dân tộc Stiêng, con trai họ Điểu, còn con gái thì họ Thị nha mấy thím. Là người dân tộc Stiêng nên chú ấy là con của một vị thầy mo ở Bình Phước. Lần đầu tiên thì tôi và chú ấy quen nhau, cũng là vào một dịp giống như tôi và mấy chú bây giờ vậy. Lúc đấy chú ấy vào đây uống nước. Tuy người khác không để ý, nhưng mà tôi vẫn thấy lâu lâu chú ấy hay ngước nhìn về phía cây me với ánh mắt đăm chiêu, ra vẻ khó nghĩ lắm. Lúc đấy thì trong lòng tôi đánh cái bộp rồi, thầm nghĩ rằng có thể người này biết cái gì đấy. Thế là tôi âm thầm lấy thêm một chai nước ngọt, xách đến gần chú Rừng. Thấy tôi tiến lại thì chú Rừng đã quay sang nói với tôi: "Chú bán căng tin ở đây lâu chưa?" Tôi cười cười vì đang muốn làm quen, đặt chai nước ngọt xuống bàn rồi nói: "Nước này căng tin khuyến mãi nhá. Tôi bán ở đây thì cũng được hơn 5 năm rồi. Mà sao chú hỏi vậy?" Chú Rừng thì không nói năng gì, nhìn về phía cây me thêm lần nữa rồi nói với tôi: "Cái cây kia có thứ gì đó lạ lắm. Chắc chắn có ma rừng." "Không, không phải ma rừng, mà có cái gì đó lạ lắm, không nói được, nhưng chắc chắn có người chết ở đấy. Tôi có cảm giác rất là bất an." "Này, ông chú, đêm đừng có ngủ ở gần đây nhá." Tôi nghe đến đây là mồ hôi chảy ròng ròng rồi.
Tôi lại nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy. Nhớ về cái đêm, cái bóng màu trắng, hai tay cầm dây treo cổ lướt về phía tôi. Cái điệu cười đầy ma quái, rồi tiếng khóc nỉ non. Thấy tôi đờ người ra, không nói năng gì. Chu rừng vỗ vai tôi, đánh thức tôi khỏi hồi tưởng. Này ông chú, vẻ mặt của ông không đúng, chẳng lẽ... Tôi gật đầu lia lịa. Điệu bộ của chú rừng thấy là tôi gặp qua rồi. Không những gặp mà còn bị hù cho gần chết nữa cơ. Sau đó thì tôi ngồi kể đầu đuôi tất cả mọi thứ cho chú rừng nghe. Bắt đầu từ việc có tin đồn có người treo cổ ở đấy, đến khi tôi bị hù như vậy. Nghe xong, chú rừng ngồi nghiêm túc ngẫm một lúc, nhưng mà lại lắc đầu nói. Không đúng, rõ ràng không đúng. Tại sao chú còn sống? Thấy tôi đang nhìn mắt trố ra, rừng mới cười gượng. Không phải là tôi chù ẻo gì chú đâu, mà thực sự cái giống này ấy, nó mà đã xác định bắt ai rồi thì sẽ bắt tới cùng. Và lại, hôm đó nó còn mang dây treo cổ theo, là nó quyết tâm phải lôi được cổ chú và cái dây đó rồi. Kỳ lạ mà. Thấy anh rừng lẩm bẩm như vậy, rồi lại thấy anh ta nói bắt đến cùng, chân tay của tôi như mềm nhũn ra. Tôi sốt sắng hỏi chú rừng. Vậy là thế nào hả chú? Nhưng mà từ ngày nó hù tôi đến bây giờ cũng đã gần 3 năm rồi. Kể từ đó đến giờ thì tôi không dám ngủ lại đây nữa. Nhưng mà tôi cũng bị gì đâu. Thấy tôi kích động như vậy, chú rừng cũng vỗ vai trấn an rồi nói. Đó cũng là điều mà tôi khó hiểu đây này. Chắc chắn là trên người chú có đồ vật kỵ tà rồi. Chú có đeo trang sức gì không? Nghe thấy vậy thì tôi mới lấy từng món đồ mà tôi có cho chú rừng xem. Nhìn từng món tôi bỏ ra, chú rừng đều lắc đầu. Đến món cuối cùng là chiếc nanh heo rừng này. Mắt chú rừng mới tỏa sáng. Lấy tay chộp lấy, ngắm nghía một lúc lâu, đưa lên mũi người người, rồi lè lưỡi liếm một cái, gật đầu, quay sang tôi nói. Đây là một thứ đồ hiếm đấy, là hung vật. Mặc dù trước đây nó là đồ vật kỵ tà. Chú có bán kim không? Tôi nghe thì cái hiểu cái không. Kỵ tà thì hồi đó tôi đi đánh một doanh trại của buôn bốt, xin được lại của đồng đội. Nghe anh ấy bảo lấy được trên xác của tên chỉ huy địch, tính đem về làm kỷ niệm. Hồi đó đóng quân ở gần bản bên đấy. Mấy già làng thấy chiếc răng đều nói đó là vật rất tốt, có thể ngăn được ma rừng. Trừ được chướng khí của rừng sâu, núi thẳng. Sau đó thì tôi phải phí một số tiền lớn lúc ra quân để mua lại của anh ấy. Nể vì là đồng đội và sinh ra tử nên anh ấy mới để lại cho tôi. Tôi cất lời hỏi. Kim gì hả chú? Chú rừng thì mới ngạc nhiên. Chú bán căng tin mà... Không có kim khâu sao? Kim khâu quần áo ấy. Tôi gật đầu nói. Có chú. Chú cần à? Nhìn thấy chú rừng cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi mới cười ngượng. Người ta không cần thì hỏi mình làm gì. Thế là tôi chạy đi lấy. Lúc quay lại thì đã thấy chú rừng không ngồi ở bàn nữa rồi, mà tiến vào một bụi gai gần đấy, ra hiệu cho tôi tới gần. Tôi chạy đến thì chú rừng nói. Đừng nói gì cả, tí tôi giải thích cho chú. Nói rồi, chú rừng lấy kim khâu trong tay tôi, chích đầu ngón tay, nhỏ máu vào chiếc răng nanh, rồi nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau thì máu ở trên chiếc răng nanh từ từ biến mất, như bốc hơi vậy. Cười lớn, chú rừng mới lẩm bẩm. Quả thật là như vậy, đưa chiếc nanh heo lại cho tôi đi, rồi ra bàn uống nước ngồi đi. Tôi léo đéo theo sau, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Uống một ngụm nước, chú rừng mới giải thích. Nanh heo rừng, nanh hổ đều là vật kỵ tà cực kỳ tốt của người dân vùng núi. Vì sinh thời, nanh heo và nanh hổ đều là vũ khí của hai loại dã thú này. Nanh heo thì chúng dùng để đâm lòi ruột bụng của con mồi ra. Còn nanh hổ thì chỉ nanh hàm dưới mới có tác dụng thôi. Nanh hàm trên khi cắn vào yết hầu của con mồi thì nó chỉ dùng để cố định, còn nanh dưới thì dùng để kết liễu con mồi.
Do vậy khi chết đi, ý chí của chúng nó một phần nào được chứa đựng ở trong đấy. Như ở đồng bào tôi, khi người ta chết đi, hồi còn sống người ta quý đồ vật nào nhất, người ta sẽ nhờ người nhà mang chôn cùng. Đối với con vật cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nanh heo của chú đã thành vật đại hung rồi. Vì rất có thể hồi con heo đó còn sống, nó đã giết và ăn thịt rất nhiều người. Chú có thể thấy được lúc tôi nhỏ máu vào nanh heo, nó đã hút hết, chứng tỏ đồ vật này muốn thành tinh rồi. Tôi nghe đến đây thì cũng sợ hết hồn. Cây me còn chưa đủ hay sao? Giờ lại đến cái thứ đồ chẳng lành này. Chú rừng nói tiếp. Chính vì thứ đồ vật này, cho nên thứ ở cây me không dám vào bắt chú. Thế chú nghĩ chú cứ đóng cửa căng tin là nó không dám vào chắc. Hồn ma bóng quế không thể suy nghĩ theo lẽ thường của những người chúng ta dùng để quan niệm người sống áp đặt được. Nhưng mà chú đừng có lo, chỉ cần để chiếc nanh heo này không gần máu người hay động vật thôi. Đồng thời cứ hàng tháng chú đem nó đi phơi dưới nắng mặt trời một lần là nó sẽ trở thành bùa hộ mạng cho chú đấy. Nghe chú rừng nói vậy thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chú rừng mặt lại đăm chiêu, nhìn ra phía cây me, khẽ thở dài. Chú rừng lại nói, chú thì tốt rồi, có đồ bảo mệnh. Nhưng mà tôi thấy rằng thứ đó nó chưa chịu bỏ qua đâu. Nếu không bắt được chú, chắc chắn nó sẽ bắt người khác thế mạng. Nó tự tử chết, oán khí nặng lắm. Lại do tự tử chết rồi, âm giới không nhận mà dương gian không dung. Nó phải bắt được một người khác để thế mạng mới được đi đầu thai. Thiệt nghĩ, nó cũng sắp hành động rồi đấy. Tôi ngồi quan sát nãy giờ, nhiều khi không có gió mà cây me vẫn rung. Chứng tỏ nó đã tà tính đến cực điểm và sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Chẳng biết ai sẽ xui xẻo nữa đây. Hey. Khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Anh Dừng đứng dậy, mặt cúi gằm đi về phía đơn vị, bỏ lại tôi đứng ở ngây ngốc chỗ đấy. Mà các chú không biết được đâu, những gì chú Dừng nói lại vô cùng chính xác, và điều này đã ứng nghiệm lên chú Minh, người mà tôi đã kể cho hai chú nghe đấy. Cái người mà có tròng mắt màu đỏ cam, hay nhìn được những thứ mà người thường không xem thấy được. Phần thứ 3 của câu chuyện xin được kết thúc ở đây. Xin được hẹn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu về kết cục của anh Minh cũng như là anh Rừng và cái hồn ma thần vòng ở gốc cây me kia. Xin chào và hẹn gặp lại.